Dạ, chị Nguyễn mến chào quý anh chị. Chào mừng quý anh chị mình đã quay trở lại với kênh Nhà đất Bình Chánh mới nhất của chị Nguyễn. Hôm nay chị Nguyễn lại tiếp tục giới thiệu cho quý anh chị mình với một mẫu nhà với phân khúc là giá rẻ nha quý anh chị. Với căn nhà của mình với diện tích là ngang 4m, chạy dài vô là 11m, sổ có hiển thị lối đi luôn, mà bán với mức giá chưa tới 1 tỷ rưỡi nữa nha quý anh chị. Gán đồng hành cùng chị Nguyễn, gán tới nửa video chị Nguyễn sẽ báo giá chính xác cho cô chú anh chị mình biết luôn. Thì chị Nguyễn hiện tại đó, cái căn nhà của mình là nằm ngay trung tâm thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, một cái huyện tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh. Đi về các quận huyện lân cận như quận 8, quận 7, Nhà Bè, Bình Tân, Tân Bình thì mình di chuyển đâu đó tầm khoảng 20 đến 25 phút thôi. Đường xá thì đường bê tông rộng khoảng 4 đến 5 mét, rất là thông thoáng nha quý anh chị. Ô tô 4 chỗ, 7 chỗ mình có thể di chuyển chạy tới ngôi nhà của mình luôn, quá là tuyệt vời luôn. Thì trong cái khu vực này thì nhà ở thì rất là nhiều. Căn nhà của mình là sát quốc lộ 50, gần ngay ngã ba Tân Kim nha quý anh chị. Từ ngôi nhà của mình di chuyển tới ngã ba Tân Kim đâu đó tầm khoảng một cây số đổ lại thôi. Mình đi chợ nè, trường học cấp 1, cấp 2, thế giới di động, tiện máy xanh, bách hóa xanh thì mình đi trong vòng bán kính và một cây số đổ lại là mình có thể bắt gặp đầy đủ tiện ích đó rồi nha quý anh chị. Quá là tuyệt vời luôn. Và đây là lối dẫn vào đi vào căn nhà của mình. Và căn nhà của mình là với pháp lý là sổ hồng riêng nha quý anh chị. Với pháp lý sổ hồng riêng có thể đi công chứng sang tên trong ngày luôn. Ngân hàng có thể cho quay mình cho mình quay 50% giá trị của căn nhà luôn nha quý anh chị. Quá là tuyệt vời. Thì đây sẽ là một cái mẫu nhà được thiết kế là một trệt một lầu. Nó có hai phòng ngủ nha quý anh chị. Hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Có một cái không gian phòng khách khá là rộng rãi và thông thoáng luôn. Đường xá trước nhà thì rộng rãi và thông thoáng rồi, rất là sạch sẽ nha quý anh chị. Thì cái căn nhà này thì cũng đã được bên bà chị bà cũng ở rồi đó, bà chị ở rồi nên hiện tại đó bà chị cũng đang cần tiền nên cần ra gấp, nên bà chị nói là quyết định là hạ giá bán gấp với một mức giá chỉ đúng 1 tỷ 250 triệu thôi. Đúng 1 tỷ 250 triệu là quý anh chị mình có thể sở hữu ngay một cái căn nhà rộng rãi thông thoáng rồi, ngang 4m, chạy dài vô 11m, với pháp lý là sổ hồng riêng. Ngân hàng có thể cho mình vay 50% giá trị căn nhà luôn nha quý anh chị, quá là tuyệt vời luôn. Thì từ vị trí căn nhà của mình á, thì mình đi về các quận huyện lân cận thì cũng khá là, mình đi đâu đó tầm khoảng 20 đến 25 phút thôi, tiện lắm nha quý anh chị. Đó. Thì trước khi bước vào nhà thì bên đơn vị chủ nhà người ta làm cho mình một lớp cửa sắt đài lon kéo rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Thêm một lớp cửa nữa sẽ là một lớp cửa 4 cánh sắt sơn tĩnh điện với kính là kính cường lực nha quý anh chị. Thì bên chủ nhà là đã lắp đặt màn sẵn cho gia đình mình rồi nha quý anh chị. Cái màn thì mình che nắng rất là tốt. Và căn nhà của mình là có một cái hướng đông nữa nên phong thủy nhà mình rất là mát mẻ luôn. Sáng nắng nhẹ tí, chiều mát. Sáng nắng buổi sáng rất là tốt luôn nha quý anh chị. Đó. Và đây là một cái không gian phòng khách rộng rãi vô cùng luôn nha quý anh chị. Khá là rộng rãi vô cùng luôn. Đó, ở đây thì bên đơn vị em lót gạch cho mình là khổ 50 nhân 50 đá bóng kính. Đó, càng lao càng bóng. Ở trên trần là trần thạch cao nguyên khói nè, có đèn lon và một cái bóng đèn pha lê chùm pha lê chính giữa này quý anh chị. Và đèn thứ hai đã thắp sáng từ không gian phòng khách chạy dài xuống không gian bếp luôn rồi. Đó, thắp sáng hết căn nhà của mình luôn nha quý anh chị. Bên tường á, thì bên đơn vị em cũng đã ốp lát lên tặng khoảng 1m2 cho gia đình mình từ không gian phòng khách chạy dài xuống bếp luôn. Khu vực ở đây thì bên đơn vị em đã có dựng những cái khu họp, dựng họp với quý anh chị. Về quý anh chị mình có thể trang trí thêm, mình có thể dán những bức tranh lụa tùy thích của gia đình mình thích tranh nào nha quý anh chị. Đó, khá là tuyệt vời. Thì căn nhà của mình nằm sát trục đường quốc lộ 50 ngay ngã ba Tân Kim, ngay một cái thánh tắc Tân Kim. Mình chạy vào trong đây thì đâu đó khoảng là 300m tới 400m là tới căn nhà của mình rồi nha quý anh chị. Thì nhà của mình là với pháp lý là sổ hồng riêng, được bán với mức giá chỉ có 1 tỷ 250 triệu thôi. Khoảng còn bớt một chút xíu lộc để cho cô chú anh chị mình lấy lộc khi dọn nhà mới ở nha quý anh chị. Quá là tuyệt vời. Diện tích là ngang 4m, chạy dài là 11m. Tiến xuống nữa sẽ là một cái không gian bếp. Không gian bếp này chị Nguyễn thấy cũng khá là rộng rãi nha quý anh chị, khá là rộng rãi luôn. Nó có lắp đặt tủ bếp trên và tủ bếp dưới, mặt đá là mặt đá hoa cương nè. Nó có bọc inox 304. Khu vực đây thì cũng đã ốp lát rất là sạch sẽ rồi, về mình nấu nướng lau chùi cũng rất là dễ dàng nha quý anh chị. Đó. Căn nhà này mình đi về các quận huyện rất là gần nha quý anh chị. Thì không gian nhà vệ sinh thì bên đơn vị chị Nguyễn thiết kế cho mình ở dưới chân cầu thang để tiết kiệm không gian cho căn nhà của mình khá là nhiều luôn. Đó. Từ cái căn nhà này thì được bà chị bà đang cũng đang càng rất là cần tiền nên để bán nhanh đó, nên bà chủ nhà để lại một giá khá là mềm luôn, chỉ có 1 tỷ 250 triệu thôi. Đó là mình có thể sở hữu ngay một cái căn nhà rộng rãi vô cùng rồi.
thì nhanh tay gọi ngay cho chị Nguyễn qua số điện thoại trên chị Nguyễn có để trên góc màn hình đó, gọi ngay cho chị Nguyễn sẽ ra đón cô chú anh chị mình vào xem và tham quan thực tế căn nhà luôn nha. Bên kênh nhà đất Bình Chánh mới nhất của chị Nguyễn, Kim Trâm làm việc là nhà thật giá thật, không xạo không ảo để mất thời gian của cô chú anh chị mình đi xem nhà. Thì chị Nguyễn quay căn này là chị Nguyễn có báo giá tổng và giá công khai trên video luôn nha quý anh chị. Và đây sẽ là đường đi lên tầng trên của gia đình mình, vì giờ chị Nguyễn mời quý gia đình cùng chị Nguyễn lên trên để mình khám phá không gian tầng trên nha. Và đây là tầng trên của gia đình mình, thì tầng trên được thiết kế là hai phòng nha quý anh chị. Ở trên đây thì phòng này thì cũng khá là rộng rãi đó, giá khá là sạch sẽ luôn đó. Thì hai phòng và một nhà vệ sinh đó, thì rất là tiện cho gia đình mình sử dụng nha. Đây là nhà vệ sinh thì cũng đã lắp đặt đầy đủ thiết bị hết trơn rồi, về cho gia đình mình rất là tiện sử dụng luôn. Và đây sẽ là một cái phòng lớn nhất của gia đình mình, cái phòng này khá là rộng rãi nha quý anh chị đó. Ở đây thì có đèn thức hai, đèn ngủ, dây chờ, máy lạnh đồ cũng đầy đủ rồi nha quý anh chị. Có rèm, có cửa sổ, có một cái ban công nhỏ ở phía ngoài thì cũng rất là thông thoáng luôn. Chiều về mình đi làm, mình ra đây mình đứng hóng gió hóng mát rồi ở khu vực này cũng khá là tiện. Ở khu vực này á, dân cư ở khá là đông nha quý anh chị, ở full bích hết rồi đó. Đây thì mình về quý anh chị mình có thể trồng bông hoa ở khu vực này nha đó. Thì giờ chị Nguyễn mời quý anh chị mình cùng chị Nguyễn tiến xuống không gian tầng dưới, chị Nguyễn sẽ báo lại giá và vị trí chính xác để gửi đến quý anh chị. Giờ quý anh chị mình cũng đã được chị Nguyễn quay sơ đường đi vào căn nhà của mình và từng tầng trệt lên tới trên lầu luôn đó. Thì chị Nguyễn cũng đã quay sơ, thì nếu mà quý anh chị mình muốn xem chi tiết và thực tế hơn thì mình có thể gọi ngay chị Nguyễn xuống để mình xem vị trí này và nhà nó thực tế hơn, thì mình hay hơn là mình sẽ coi qua một cái chiếc điện thoại nhỏ nha quý anh chị. Thì căn nhà của mình với diện tích là ngang 4m, chạy dài vô là 11m, hợp lý. Thì sổ hồng riêng được bán với mức giá chỉ có 1.250.000 thôi đó. Cái đó là giá tổng không phát sinh nha quý anh chị. Thì căn này ngân hàng có thể hỗ trợ cho mình vay 50% giá trị của căn nhà luôn, với thiết kế là một trệt một lầu, hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Nằm ngay trung tâm thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, sát quốc lộ 50, ngay ngã ba Tân Kim. Từ vị trí căn nhà của mình đi về các quận huyện lân cận thì rất là tiện. Mình đi đâu đó tầm đâu khoảng 20 đến 25 phút thôi nha quý anh chị. Thì xem đến đây thì cô chú anh chị mình cũng đừng quên bấm đăng ký kênh cho chị Nguyễn, để chị Nguyễn có động lực ra những video nhà mới giá rẻ để phục vụ đến cô chú anh chị mình. Bên kênh nhà đất Bình Chánh mới nhất của chị Nguyễn á, Kim Trâm làm việc là nhà thật giá thật, không xạo không ảo để mất thời gian của cô chú anh chị mình đi xem nhà nha. Thì giờ chị Nguyễn xin chào và hẹn gặp với anh chị mình trong những video tiếp theo.